là Hầu đã đánh bại Khổ Vương, mục tiêu tiếp theo cần khiêu chiến là Trảm Vương. Sau vài câu trò chuyện qua lại, là Hầu cầm đao bổ về phía Trảm Vương. Hai người vừa đứng trên yêu thú phi hành vừa vung chiêu tấn công đối thủ. Dù đã hao tổn sức lực để chiến đấu với Khổ Vương, nhưng hiện tại, Cuồng Vương vẫn không có chút nào rơi xuống thế yếu. Trảm Vương bay lòng vòng tránh né rồi biến đổi vũ khí thành một cái nỏ bắn trả đòn. Cuồng Vương không may bị mũi tên bắn vào ngực ngã ngửa về sau. Trong lúc đang rơi tự do, hắn ta vẫn kịp vung đao chém ra một luồng kình lực vào yêu thú khiến Trảm Vương cũng rơi xuống đất. Dù bị rơi từ độ cao trên 100 mét xuống đất, thì cả hai người vẫn không bị thương. Trảm Vương chủ động phản công, sử dụng vũ khí là bộ móng vuốt khổng lồ liên tục chém ra những đòn sắc bén. La Hầu dùng hai thanh đao ngăn cản, rồi bạo phát sức mạnh đánh bay đối thủ vào cột nhà. Kế tiếp đến lượt Cuồng Vương phản công. Hai bên đánh nhau từ trong nhà ra ngoài sân. La Hầu bổ mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt vỡ, tảng đá bay lên. Hắn sút tảng đá bay vào người Trảm Vương khiến Trảm Vương bay ra xa. Nhân lúc có lợi thế, La Hầu lập tức lao đến bổ xuống một kích để kết liễu trận chiến, nhưng Trảm Vương lại dễ dàng ngăn cản, còn đánh bay hắn ra xa. Ban nãy hai bên chỉ dùng sức mạnh cơ thể để chiến đấu, vẫn chưa sử dụng đến sát chiêu. Trảm Vương sử dụng ra Lôi Đình chiến giáp, đằng sau lưng mọc ra 6 cái chân nhện, cánh tay khóa thành mũi khoan khổng lồ rồi liên tục tấn công La Hầu. Thế công dồn dập như vũ bão, vũ khí lại thay đổi quá linh hoạt, La Hầu bị bối rối không kịp phản ứng nên đã bị trúng đòn, cơ thể bị đánh bay vào tường thành. Không chịu bỏ cuộc, La Hầu nhanh chóng đứng dậy, bạo phát đấu hồn, sức mạnh lại cuồn cuộn rồi cầm đao xông lên. Chỉ với một lần vung đao đã chém rụng mũi khoan khổng lồ. Sau đó lại chém ra hai luồng kinh lực nữa, Trảm Vương dùng 6 cái chân nhện ngăn cản. Đối mặt với sức mạnh quá khủng khiếp, 6 cái chân nhện đã bị phá hủy chỉ trong một nốt nhạc. Cơ thể bị dư chấn đánh bay về sau vài chục mét. Chưa để cho đối thủ có thời gian đứng dậy thì hắn đã cầm đao vút đến. Trảm Vương nhanh trí tạo ra một cái búa khổng lồ ném trả đòn. Cú phản kích này quá chí mạng, La Hầu đang lao với tốc độ nhanh nên không kịp phản ứng. Kết quả là bị ném búa vào mặt, cơ thể giống như một cục thịt bay về sau hàng trăm mét, đâm nát tường thành rồi đâm nát 10 tòa nhà nữa mới dừng lại. Chưa kịp đứng vững thì Trảm Vương đã lao đến đánh phủ đầu. Trong lúc nguy cấp đó, La Hầu chỉ còn cách là dùng hai cánh tay ra ngăn cản. Dù phải dùng cơ thể máu thịt ra đỡ đòn thì hắn vẫn toàn thầy. Từ điều này liền có thể thấy nhục thân của Cuồng Vương quá mạnh mẽ, hắn gồng mình đỡ đòn, cơ thể bạo phát đấu hồn rồi triệu hồi lại vũ khí tấn công ép Trảm Vương phải phân tâm ngăn cản. Nhờ vậy mà Cuồng Vương đã thoát khỏi thế bị động. Hắn thu hồi lại vũ khí, toàn thân bạo phát đấu hồn, sức mạnh cuồn cuộn giống như vũ bão. Sau khi đã nghiêm túc chiến đấu, Trảm Vương nhanh chóng rơi xuống yếu thế và bị chém bay đi như trong chóng. Thế công của Trảm Vương rất mạnh và sắc bén, ngược lại thì sức chịu đựng của cơ thể lại không quá mạnh. Sau khi bị La Hầu đánh trúng, liền trọng thương hộc máu. Không cam chịu thất bại, Trảm Vương quyết định liều mạng, bay lên không trung rồi thi triển ra chiêu sát thủ mạnh nhất. Đấu hồn cuồn cuộn thành một cơn lốc, vũ khí trên tay các đấu sĩ Atula đều bị hút đi. Muốn giữ lại cũng không được, ngay cả hai thanh đao trên tay La Hầu cũng rung động. Nếu không phải hắn cầm chắc chắn, thì có lẽ đã tuột khỏi tay. Toàn bộ vũ khí đều tập trung lại một chỗ, rồi bị Trảm Vương biến đổi thành một thanh đao khổng lồ cuồn cuộn uy lực. Thanh đao nhanh chóng chém xuống. La Hầu không muốn tránh né, hắn bạo phát sức mạnh rồi dùng hai thanh đao ngăn cản. Vụ va chạm tạo ra dư chấn khủng khiếp. Mặt đất nứt vỡ, các tòa nhà xung quanh bị phá hủy chỉ sau một đợt dư chấn. Lúc này các đại thần của thiên cung mới hoảng sợ. Ban đầu bọn họ vẫn xem thường Atula. Giờ tận mắt nhìn thấy sức mạnh của họ thì mới biết rằng vương của Atula mạnh như thế nào. Đổi lại là bọn họ thì có lẽ đã bị chém rụng từ những chiêu đầu tiên rồi. Đao khổng lồ như thế chè chè ép xuống, La Hầu bị đèn ép đến mức không đứng vững được nữa. Chỉ cần không cầm chắc vũ khí thì đao khổng lồ sẽ lập tức giáng xuống người hắn. Với uy lực này thì dù cơ thể hắn có cứng rắn thì e rằng vẫn sẽ bị chém tàn xác. Vết thương cũ trên người bị ép đến mức chảy máu, đầu óc Cuồng Vương dần dần mất tỉnh táo. Đúng vào lúc sắp ngã xuống thì đấu hồn của hắn lại đột phá, màu sắc đỏ đậm hơn và bao trùm toàn thân, đúng là càng đánh càng mạnh. Hắn gồng mình đứng lên rồi chém ra hai luồng kinh lực, đẩy lui thế công và phá hủy thanh đao khổng lồ. Kế tiếp là cầm đao xông lên, Trảm Vương tạo ra một mũi khoan khổng lồ rồi cũng lao xuống chạm trán trực diện. Sau khi va chạm, vũ khí của Trảm Vương lại bị phá hủy chỉ trong một nốt nhạc. La Hầu tặng cho đối thủ hai nhát đao vào người. Đến đây thì kết quả trận chiến đã có. Đấu sĩ dưới trướng hắn hò reo cổ vũ, còn đấu sĩ dưới trướng Trảm Vương thì mặt mày ủ rũ.
người lãnh đạo đã bại trận, bọn họ chỉ có thể quy phục về trướng Cuồng Vương mà thôi. Ngay khi cơn sóng này vừa trôi qua thì lớp sóng sau đã đến. Cuồng Vương chưa kịp nghỉ ngơi thì đại quân Uyên Vương đã đi tới. Uyên Vương sớm đã đoán ra được chuyện này nên không thể bất ngờ chút nào. Thời đại cân bằng của bốn vương cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đối mặt với thế công, Uyên Vương chỉ cần vẫy tay tạo ra nhiều cái xúc tu. La Hầu chưa kịp làm gì thì đã bị khống chế cứng lại một chỗ. Uyên Vương khen ngợi sức mạnh của hắn. Nhưng điều khiến cô thất vọng là hắn lại ôm một ý tưởng nực cười là thay đổi Atula. La Hầu vẫn kiên quyết với ý định của mình. Hắn thiêu đốt đấu hồn, thu hồi vũ khí rồi bắt đầu phản kích. Diễn biến trận chiến sẽ có trong video tiếp theo. Các bạn đừng quên đón xem nhé! Nội dung tập phim đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!